Xin chào mọi người. Có ai ở đó chưa ha? Hôm nay chúng ta là ngày 19 tháng 2, nhằm ngày mùng 4 âm lịch Tết Mậu Tuất. Anh Chi và chương trình Khôi phục tâm thức Việt số 67 xin kính chào tất cả các cô chú bác anh chị. Chủ đề ngày hôm nay: Cộng sản Việt Nam thần kinh hay khốn nạn, là anh chị mượn một cái ý của giáo sư Ngô Bảo Châu để làm cái chủ đề của ngày hôm nay. Và thưa với các anh chị, đêm ngày 4 rạng sáng ngày mùng 5 của tháng Giêng năm Kỷ Dậu đó các anh chị, là năm 1789, thì trận đánh của quân Tây Sơn do Nguyễn Huệ dẫn dắt diễn ra với lại sự tham gia của nhân dân vùng Khương Thượng do Đô đốc Long, còn có tên gọi là Đặng Tiến Đông chỉ huy. Trận này diệt tan đồn Khương Thượng của quân nhà Thanh, và tướng nhà Thanh là Sầm Nghi Đống phải treo cổ tự vẫn ở núi Ốc Loa Sơn gần với chùa Bộc bây giờ. Trận đánh đã mở đường cho đại quân Tây Sơn từ Ngọc Hồi thừa thắng tiến vào Thăng Long. Bởi vì bên Việt Nam chúng ta hôm nay là tối mùng 4, đúng không các anh chị? Tối mùng 4. Và chúng ta nhớ cái chiến thắng Ngọc Hồi là ngày mùng 5. Thật ra thì vua Nguyễn Huệ, vua Quang Trung đó, hẹn với các chiến sĩ của mình là sẽ ăn Tết vào ngày mùng 7. Tuy nhiên là cái chiến thắng đến sớm do cái đội quân thần tốc của ông. Và chúng ta đã có một cái chiến thắng vào ngày mùng 5 Tết Kỷ Dậu năm 1789. Tương truyền rằng là sau chiến thắng đó thì vua Quang Trung cho thu nhặt xác giặc xếp vào 12 cái hố rộng, lấp đất chôn và đắp cao thành gò, gọi là kình nghê quán, tức là gò chôn xác kình nghê, là hai loài cá giữ ở ngoài biển, là một cách gọi ám chỉ quân xâm lược tàu. Theo truyền thuyết thì 12 cái gò này nằm rải rác từ làng Thịnh Quang đến làng Nam Đồng, trên các cái gò cây cối mọc tùm, nên có cái tên gọi là Đống Đa. Thì năm 1851, do mở đường mở chợ đào xẻ nhiều nơi, thấy nhiều hài cốt, lại cho thu vào một cái hố cao lên nối liền với núi xưa, thành ra cái gò thứ 13 đó, tức là cái gò còn lại hiện nay đó. Còn 12 gò khác thì đã bị phạt đi trong thời gian người Pháp mở rộng Hà Nội năm 1890. Thì cái chiến thắng Đống Đa cùng với chiến thắng Ngọc Hồi, Đống Đa dưới sự chỉ huy của Quang Trung đã phá tan 20 vạn quân Thanh giải phóng thành Thăng Long. Thì các anh chị vừa mới điểm sơ qua lại một vài cái nét lịch sử để mà kỷ niệm cái chiến thắng của chúng ta trước cái quân giặc, mà với một cái lực lượng hùng hậu, quân nhà Thanh, và vị vua Quang Trung của chúng ta đã chiến thắng, đã giành được cái chiến thắng. Thì bởi vì như anh chị vừa mới thưa là bên Việt Nam chúng ta đang là đêm ngày mùng 4 chuẩn bị sang mùng 5, thì anh chị điểm sơ lược lại một chút lịch sử của cha ông mình để chúng ta thấy chúng ta hoàn toàn có thể tự hào về tổ tiên của chúng ta hoàn toàn có thể tự hào về cái truyền thống chống giặc xâm lăng từ phương Bắc. Cha ông của chúng ta chưa bao giờ khiếp sợ cái đội quân đến từ phương Bắc, cho dù đó là những cái đội quân hùng mạnh được trang bị kỹ càng. Đó là một cái truyền thống hào hùng của cha ông mình mà chúng ta cần phải ghi nhớ, cần phải khắc sâu ở trong cái tâm khảm, để mà chúng ta có một cái tư thế sẵn sàng là lúc nào cũng sẵn sàng đương đầu và chống trả cái sự xâm lược của giặc ngoại xâm, mà đặc biệt là của cái kẻ thù truyền kiếp Trung Quốc
Tuy nhiên, rủi thay cho chúng ta ngày hôm nay, dưới cái sự lãnh đạo của cái đảng tà quyền cộng sản, thì gần như những cái gì mà oai hùng nhất của một cái dân tộc có cái truyền thống chống giặc ngoại xâm phương Bắc, thì ngày hôm nay cho dù lòng dân chúng ta vẫn còn sôi sục quyết chí là bảo vệ non sông, bảo vệ giống nòi trước cái hiểm họa ngoại xâm, hiểm họa Hán nô. Nhưng mà các anh chị thấy gần như chúng ta bị bó tay bó chân đó trước những cái sự kềm cặp của chính những cái người đứng đầu của cái nhà nước này. Thì để kỷ niệm cái chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa, thì anh chị mời các anh chị nghe một ca khúc của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, Đại Phá Quân Thanh. Rồi sau đó anh chị sẽ mời một cái vị khách mời để lên sông đất cho cái chương trình Khôi Phục Tâm Thức Việt của anh chị ngày hôm nay. Bây giờ anh chị xin mời các anh chị cùng lắng nghe ca khúc Đại Phá Quân Thanh. Đây là cái version anh chị tìm được duy nhất có cái chất lượng âm thanh tương đối ha các anh chị. Không còn một cái version nào khác mà cái chất lượng âm thanh rõ ràng hơn nữa. Thì mong các anh chị thông cảm. Quân sầm ghi đông vua qua chúng đất Đông Đa chôn vàng quân thù nơi trong bao nhiêu quân thù ai phá tan binh đoàn giặc thành vua qua chúng đất Hà hồi còn vọng hồi chiến đầu mà kiếm nhìn về làng Giang hướng về Hải Dương Bắc Bình đại dương chiến hà hồi nhen cây ngọc hồi luôn của thành tan thành ngàn quân tàu vượt cầu như nước tràn hàng ngàn hàng ngàn quân tàu vượt cầu trong gió ngàn ngàn quân tàu sóng cầu phố kiếm màu nhì hà nhì hà thank you.
Sĩ Hoàng Thi Thơ. Thì anh chị không biết là các anh chị có nghe rõ lời hay không. Ở trong cái ca khúc này nó có những cái tên, những cái địa danh. Anh chị đọc sơ cho các anh chị nghe. Ai phá tan quân Sầm Nghi Đống, vua Quang Trung. Đất Đống Đa chôn vạn quân thù, nơi chôn bao nhiêu quân thù. Ai phá tan binh đoàn Giặc Thanh, vua Quang Trung. Đất Hà Hồi còn vọng hồi chiêng. Giặc nhà Thanh đây Tôn Sĩ Nghị, giặc nhà Thanh đây Sầm Nghi Đống, giặc tràn qua đây bờ sông Nhị, giặc tràn qua vây chặt Thăng Long. 10 vạn quân do ngài Quang Bình ào ào đi ngăn đoàn quân tiến, ào ào đi đến miền Tam Điệp, đợi mồng năm thề diệt sạch quân Thanh. Này bập bùng nhịp trống bồi hồi, giọng chiêng vó ngựa hùng anh, vó ngựa dần nhanh, vó ngựa tàn canh, vó ngựa lừng danh, rung rinh kinh thành. Nhậm lục đầu mà tiến, nhìn về Lạng Giang, hướng về Hải Dương, Bắc Bình đại vương chiếm Hà hồi nhanh, đánh Ngọc hồi luôn, quân Thanh tan tành. Ngàn quân tàu vượt cầu như nước tràn hàng. Ngàn quân tàu vượt cầu như nước tràn, hàng ngàn quân tàu vượt cầu trong gió ngàn. Ngàn quân tàu sắp cầu tô thấm máu nhị hà, nước về đỏ ngầu. Ôi chà. Thay chất chàng, nào ngờ đâu bao mộng tan tành, vạn giặc Thanh như là mây khói, và giờ đây nước Việt an lành. Ngàn đời sau Bắc Bình còn vang danh. Ai nhớ chăng Quảng Bình anh dũng, vua Quang Trung. Đất Đống Đa chôn vạn quân thù, nơi chôn bao nhiêu quân thù. Ai phá tan binh đoàn Giặc Thanh, vua Quang Trung. Đất Hà Hồi còn vọng hồi chiêng. 10 vạn quân do ngài Quảng Bình, ào ào đi ngăn đoàn quân tiến, ào ào đi đến miền Tam Điệp, đợi mồng năm thề diệt sạch quân Thanh. Đó là lời bài hát các anh chị, với một cái nhịp trống dồn dã thúc giục ha các anh chị, rất là hào hùng, với lời bài hát cũng rất là hay. Đó là một cái chiến thắng lừng lẫy mà vua Quang Trung cùng với cái binh đoàn của ông đã gọi là thần tốc để mà tiến về giải phóng Thăng Long, đánh trong những cái ngày Tết, đánh úp để mà cho quân giặc trở tay không kịp. Thì các anh chị thấy khi mà mình đánh giặc đó, mà nhất là giặc ngoại xâm đó, mình dùng những cái mưu kế, các anh chị thấy không, vừa phải dũng mà phải mưu trí nữa.
Bởi vì cái lực lượng giữa giữa hai cái đoàn quân của Việt Nam chúng ta và hàng vạn quân Thanh, hay ngày xưa chúng ta có quân Mông Nguyên cũng vậy, với những cái tương quan lực lượng không có đồng đều, hay là giống như cái cuộc chiến biên giới, chúng ta có 70.000 quân lính thôi, chiến sĩ thôi, trong khi quân Trung Cộng đó họ có tới 200.000. Cái biển người của họ nó đông gấp 3 lần mình. Nhưng mà đó là khi chúng ta đánh, chúng ta chiến đấu với kẻ thù các anh chị, thì chúng ta phải dùng mưu trí. Tuy nhiên các anh chị thấy khi mà nếu mà là cái cuộc nội chiến giữa anh em miền Bắc và miền Nam đó, và rồi chúng ta có một cái lệnh ngừng bắn, và chúng ta kêu gọi một cái sự hưu chiến để mà ăn Tết cho đồng bào chúng ta cùng hưởng cái Tết, ví dụ như đồng bào miền Bắc hay đồng bào miền Nam, chúng ta cũng là người Việt Nam, chúng ta cũng đều đón những cái Tết cổ truyền với những cái phong tục tập quán cũng gần như là như nhau. Đó là một cái nét văn hóa của dân tộc. Khi mà đã kêu gọi hưu chiến, ngừng bắn để mà cho đồng bào ăn Tết, thì không thể nào mà một bên mà nuốt lời và trở mặt đánh úp. Đó là lý do mà chúng ta có một cái cuộc thảm sát Mậu Thân năm 68 là như vậy. Thì nhân mở đầu cái chương trình, anh chị điểm sơ một vài cái lịch sử, một vài cái điểm trong cái lịch sử của nước nhà, và mời các anh chị nghe một bản nhạc. Còn bây giờ thì anh chị xin giới thiệu với các anh chị sẽ mời một cái gương mặt mà anh chị cũng thường xuyên theo dõi cái Facebook nhà anh và theo dõi những cái lần anh nói chuyện. Đây là một cái người anh mà anh chị quý mến, và anh chị đánh giá, anh chị thán phục, anh chị mến phục anh. Bởi vì cái tấm lòng của anh đối với quê hương dân tộc, và bởi vì cái sự can trường của anh tranh đấu giữa giữa lòng địch. Nói như thế thì nó cũng hơi nặng nề cho anh, nhưng mà anh phải tranh đấu trong một cái môi trường khắc nghiệt hơn rất nhiều so với chúng ta ở ngoài một cái xứ sở tự do. Thì không biết anh đã có mặt ở đây chưa, anh Lê Văn Dũng. Xin mời anh lên tiếng để cho anh Chi bấm vào, anh Chi mời anh lên đây. Các anh chị thấy là cái chương trình khôi phục tâm thức Việt của anh Chi chưa có bao giờ có mời một cái vị diễn giả nào lên diễn đàn. Thì đây là cái lần đầu tiên anh Chi làm cái việc này, và cái gương mặt mà anh Chi mến mộ, anh Chi yêu thích, anh Chi mời anh lên đây ngày hôm nay. Để một công đôi ba chuyện các anh chị, để mà xông đất cho cái chương trình của anh Chi luôn. Dùm em đi. Cảm ơn anh. Chào anh Dũng. Xin chào Năm mọi người. mới. Chào mọi Dạ, người. năm mới anh Chi xin chúc anh Dũng cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và mọi mọi sự an lành tốt đẹp nhất có thể. Chào anh. Vâng, xin chào mọi người có nghe được không? Anh Chi có nghe tốt không? Em nghe rất là tốt, em À, nghe rất là tốt anh. vâng, xin chào mọi người, rất là vui khi mà được anh Chi mời lên cái diễn đàn của nhà anh Chi. Vâng, nhân thì việc đầu năm thì cũng xin chúc sức khỏe đến tất cả mọi người con dân của đất Việt trong cái Tết Nguyên Đán. Chúc mọi người sang năm Mậu Tuất này thì may mắn và có sức khỏe tốt và luôn quan tâm đến tình hình xã hội và quan tâm đến đất nước và trong công việc làm ăn thì thuận lợi. Vâng. Dạ, cảm ơn anh. Anh chỉ đọc thấy comment là mọi người nghe rất là tốt, anh nghe nghe rất là rõ, nghe rất là tốt. Thì cái chủ đề của hôm nay đó thì anh chị có trích một cái ý của giáo sư Ngô Bảo Châu. Tuy nhiên là anh chị trước khi đi vào cái chủ đề đó thì anh em mình có thể tản mạn với nhau đôi điều về cái ngày Tết được không anh? Ví Được. dụ như năm nay anh thấy cái tình hình ăn Tết của đồng bào ta ở trong nước như thế nào hả anh? À, năm nay thì mình quan sát, có quan sát tại vì mình là làm mình là một nhà báo độc lập, thế là mình phải quan sát cái tình hình đời sống của bà con hàng ngày. Thì nhìn chung ở phía phía Bắc đấy, phía Bắc thì mình thấy là cái tình hình tài chính nó kém,
trong cái ngành của mình, ngành xây dựng, ngành tư vấn xây dựng nó cũng kém. Suốt một nửa năm cuối thì mình bản thân mình không nhận được một đồng lương nào. Đồng lương từ các dự án đi tư vấn cho họ mình không nhận được, các chủ họ khó khăn lắm. Đấy. Thế thì bà con ở các cái siêu thị rồi các cái chợ búa ở gần nhà mình ấy, có cái chợ của cái chợ trung tâm của một cái thủ phủ của cái tỉnh Hà Tây cũ, thì cũng hỏi thăm các bạn bè kinh doanh thì họ nói là năm nay rất là khó khăn. Mọi năm trước thì cây cảnh từ ngày 25 tháng chạp thì xếp đầy vòng quanh ở chợ, vòng quanh các cái phố người ta bày ra rất nhiều cây cảnh, quất rồi là mai ở trong Sài Gòn trở ra rất nhiều. Nhưng mà năm nay thì đến tận 28 thì bắt đầu mới lác đác có các cái người bán đào, cành đào, cây đào, và mua sắm nó cũng kém hơn cái năm trước rất là nhiều. Đấy. Thế thì mình cũng biết rằng là cái tình trạng chung là tình hình tài chính nó có nhiều cái khó khăn chung từ phía ngay cả các cơ quan của nhà nước. Tình trạng tài chính rồi có rất nhiều cơ quan mà họ chưa kịp mà tiền để trả lương. Và các bạn mà xem ở trên mạng Facebook thì thấy có nhiều công nhân họ đưa lên những livestream là về tình trạng là cả hàng mấy ngàn công nhân thiếu tiền lương, tức là doanh nghiệp họ không chưa đủ trả chưa có lương để trả cho các công nhân. Ví dụ như ở Đồng Nai chẳng hạn, thì cái tỉnh ủy ban của Đồng Nai họ phải ứng ra rất là nhiều tiền để trả cho mấy ngàn công nhân, tại vì cái chủ doanh nghiệp thậm chí là còn bỏ trốn đấy. Thì đó là một cái mà mình thấy rằng là nhìn thấy cái tình trạng tài chính nó khó khăn hơn năm cũ, hơn năm trước, hơn Tết năm trước. Đó. Thế còn đối với cá nhân mình thì cái Tết nó đơn giản đó. Mình thì đơn giản, Tết nó rất đơn giản. Vâng. Theo anh đó thì cái đồng bào ta đó lúc này đó, cái ý thức của họ về cái vấn đề mà nhiễm độc thực phẩm đó anh, họ họ đã có nhận thức được hay chưa? Ví dụ như nhân cái dịp Tết sắp đến, khi mà đi mua sắm bánh mứt hoa quả, họ có ý thức hay họ có một cái gì đó e ngại rằng là đây là hàng từ Trung Cộng, Trung Quốc, đây là hàng có thể bị sử dụng hóa chất hay như thế nào? Anh thấy cái nhận thức của họ về cái việc này như thế nào? Như là các bạn mà có nhiều bạn có quan tâm hay đọc báo mạng ấy, thì đến ngày 28, 29 Tết thì đã có những cái bản tin mà trên các báo của nhà nước đưa lên để cho biết là các cái bệnh viện của mình là bị tình trạng quá tải. Tình trạng chung là quá tải bởi nhiều cái bệnh nó gia tăng. Thứ nhất là cái tình trạng đi lại nhiều quá thì giao thông nó cũng rất nhiều bệnh nhân bị gãy chân, gãy tay rồi tai nạn giao thông. Thế ngoài ra thì cái việc liên quan đến cái việc mà Chi hỏi vừa rồi nhé, là cái khoa A9 của một cái bệnh viện lớn nhất ở tại thủ đô, đó là cái của bệnh viện Bạch Mai ấy, người ta chuyên chữa những cái bệnh về chống độc và nhiễm độc ấy, tức là nhiễm độc do thực phẩm, nhiễm độc do mọi thứ, thì cái khoa này nó tăng lên, cái bệnh nhân vào đây tăng đột biến và không đủ cái nhân lực của bác sĩ và y tá để chữa trị cho các bệnh nhân này. Cái điều đó nó chứng tỏ rằng là cái ngày Tết người ta mua sắm thực phẩm, người ta sử dụng thực phẩm nhiều lên, những cái lượng hàng hóa được cấp ra thị trường, cấp ra những cái chợ rồi những cái siêu thị nó không được kiểm soát, và nó những cái hàng hóa mà không đạt các cái chuẩn mực về an toàn vệ sinh thực phẩm, khiến cho là những cái người đi mua, thực tế ở Việt Nam mình thì những khách hàng, những người dân của chúng ta ấy, cái nhận thức về an toàn thực phẩm nói chung ấy là kém. Tại vì là các bạn biết là cái quản lý của Bộ Y tế, cái cơ quan quản lý về hàng hóa ở Việt Nam là hai cái ông Bộ Y tế là quản lý đưa ra những cái chuẩn mực, những cái chỉ tiêu về vệ sinh an toàn thực phẩm, và một ông nữa là Bộ Công Thương ấy, quản lý về cái hàng hóa đó, thì họ hoàn toàn gần như là bó tay, họ không triển khai xuể nữa, bây giờ gần như là họ bất lực, họ thả hết ra. Người dân có thể là ra chợ gặp bất kỳ cái hàng thì đều không kiểm soát. Bạn có thể mua bất kỳ món hàng hóa nào ở ngoài chợ mà các cơ quan quản lý đều không liên quan gì cả. Chính vì vậy thì cái tình trạng mà họ, những cái nhà sản xuất gần như là họ tự phát, họ sản xuất thực phẩm tự phát từ nước uống cho đến
thực phẩm này, giò chả này, thịt này, các cái món thực phẩm, các cái đồ chế biến ở ngoài chợ gần như là không có ai kiểm tra và kiểm soát rồi. Cho nên nó dẫn đến các cái hàng phẩm về vệ sinh an toàn thực phẩm làm cho những khách hàng đi mua, và những người mua thì quá dễ tính. Những người dân của chúng ta từ xưa thì quá dễ tính, cái thói quen tiêu dùng dễ lắm. Họ ra chợ, họ ra đường, họ gặp cái gì họ mua ăn à. Họ không có khái niệm là hỏi là cái hàng hóa này đã được ai kiểm tra hay chưa. Số đông là như vậy. Chính vì thế là cái khoa A9 của bệnh viện Bạch Mai là chật ních và không đủ bác sĩ để chữa. Đó, rất là nguy hiểm. Vâng. Qua cái clip mà người ta post ở trên mạng lâu nay, từ những cái ngày mà giáp Tết đó anh, là cái tình trạng mà những cái người họ trồng cây cảnh đó, và đến cái ngày 30 thì họ chặt hết cây cảnh đi để mà họ phản đối cái việc mà đợi đến chiều tối 30 Tết mới đi mua cho nó rẻ đó. Thì anh nghĩ sao về cái hành động này, và riêng anh thì cái cảm xúc, cái cảm nghĩ của anh là như thế nào? Xem một số clip cái tình trạng mà có một số cái người buôn ấy, người buôn cây cảnh họ đập phá đi, họ phá những cái chậu cây thì họ ném, họ chặt đi. Nó đã diễn ra khoảng từ khoảng 2 cái Tết trở lại đây. Thế thì họ không cho, khi mà đến mang ở nhà mình là gần một cái chợ bán cây, gần một cái chợ bán cây, và đến thời điểm khoảng 3 giờ chiều thì cái công ty môi trường đô thị họ yêu cầu phải dọn hết ở cái trả lại mặt bằng cho cái đường phố. Thế thì ở cái khu nhà mình thì chưa thấy diễn ra cái tình trạng là chặt phá cây cảnh. Ở khu nhà mình thì thấy họ bán hạ giá, họ hạ giá bán quất này, riêng cái cây quất ấy là họ bán hạ giá cho khách hàng, thậm chí là cành đào cũng rất là rẻ. Bình thường cái cành đào ngày 23 đến ngày 28 thì bán có thể là hàng 500-700 ngàn, hoặc là thậm chí là tiền triệu. Nhưng mà đến cái ngày chiều 30 mà trước khi phải dọn đi thì họ bán rất là rẻ. Họ có thể bán vài chục ngàn một cành thôi. Đấy, vừa bán vừa tặng. Và cái cây quất thì có thể có những người còn xin được. Thế nhưng mà lại thấy ở trên mạng là có một số cái khu vực, mà hôm vừa rồi thì có một cái số clip mà cho thấy là một số khu chợ cây ở trong phía Sài Gòn thì có một số chủ buôn là chặt cái cây đó đi, cái cảnh đi. Không cho những cái người giờ đi có thể lấy, người dân có thể lấy hay là xin không được. Và mình cũng có thấy cái clip của một bạn nào đó quay một cái chợ hoa đầu mối ở Thủ Đức, Gò Vấp hay Thủ Đức ấy, thì thấy là bạt ngàn cả một cái chợ, có những cái hộp chứa hoa đó, là mình biết là hoa đó được trồng ở tận Đà Lạt và đóng hộp xe lạnh chuyển về chợ đầu mối, nhưng mà đã không bán được và họ phải vứt đi, họ chất vào thành một rất là lớn, nhiều lắm. Thì thấy có một số người dân cũng đi nhặt về để dùng. Thế nhưng mà cái trường hợp mà phá cây cảnh thì mình cũng có được xem gần đây, là khoảng hai cái Tết trở lại đây thì có những cái clip chặt như thế. Thì với quan điểm cá nhân của mình ý, thì mình không tán thành cái việc là phá cái cây đó đi. Tại vì một cái cây cảnh rất là đẹp. Nếu mà trường hợp mà nếu mình là chủ buôn, mình không bán được, mình ế mà mình phải mất công chặt nó đi, mình lại phải dọn đi, mình phải mất công dọn đi, và mình để lại một cái hình ảnh nó rất là xấu. Và trên thực tế là trong cái thâm tâm của mình thì mình không bao giờ mình nghĩ là mình sẽ bẻ đi một cái cây hoa đang rất là đẹp, hay là một cái cây cảnh đang đẹp như thế. Đó, mình là người rất là thích trồng cây, và mình trồng cái cây gì nó cũng lên rất là đẹp, rất là tốt. Mình rất là mát tay. Đó. Thì mình thấy cái hình ảnh đó thì mình không tán thành. Mình nghĩ rằng là các chủ buôn thì nên là, một là tặng cho các cái người dân nghèo hay những người mà người ta rất là thích cây, nhưng mà cũng có thể là họ không đủ tiền, họ ra họ xem có vẻ là họ không đủ tiền. Còn trên thực tế mình nghĩ rằng số đông ấy, những người ta muốn chơi cây thì người ta bỏ tiền, sẵn sàng bỏ tiền ra để mua cái cây đấy. Nhưng mà một số ít họ không đủ tiền, và họ cũng rất muốn là có một cái cây để về để chơi đấy. Mình số đông là người ta chờ cái chợ cây ế để họ xin đâu, số đó rất là ít. Cho nên là cái hình ảnh mà chặt phá cây cảnh thì theo quan điểm của mình thì hoàn toàn là không nên một tí nào. Đó. Lên cho những người nghèo mà thì có thể tặng cho thành. Ok. Chị cho anh Chi xin có ý kiến. Bởi vì anh Dũng là cái người trồng hoa. Và bình thường đó, một cái con người mà đã có cái lòng trắc ẩn thì sẽ thương hoa tiếc ngọc. Và cây cỏ nó cũng có linh hồn, phải không anh? Thành ra khi mà anh nhìn cái clip mà người ta chặt đi những cái cành hoa đẹp như vậy thì anh cảm thấy đau xót. Thì cái điều này anh Chi đồng ý với anh.
mà có những cái ý kiến trái chiều, ví dụ như họ bảo rằng là để cho chừa cái thói mà nói thách, tức là họ nói cái gì cũng vậy, nó do cái tương tác của cả đôi bên. Ví dụ như người ta cũng muốn đi mua hoa sớm về trưng, nhưng mà bởi vì lúc đó nói thách quá, nói thách lên tới vài chục lần, thậm chí cả trăm lần như vậy, thành ra người ta phải chờ đến cái thời hạn nó gần gần kề rồi người ta mới đi mua để cho cái tình trạng nói thách nó được giảm xuống. Tuy nhiên là cũng có người thì bảo rằng là một năm chỉ có một lần thôi, thì phải cho người ta cái cơ hội được kiếm lời, bởi vì người ta cũng đâu có thể nào mà bán như vậy quanh năm suốt tháng. Thì ở đây đó anh chị ở ngoài này thì anh chị có một cái suy nghĩ như thế này, ví dụ như cái mùa Noel đó anh, cái mùa Giáng sinh ha, thì khi mà mình mua một cái cây Giáng sinh đó, mình có thể mình tùy vào là mình muốn trưng cái cây Giáng sinh đó một tháng rưỡi, 2 tháng, hay là mình chỉ trưng nó 1-2 tuần rồi mình vứt. Như vậy thì mình sẽ bỏ một cái số tiền. Anh chỉ thấy ở ngoài này nè, khi mà họ bắt đầu vào giữa tháng 11 đó, đó anh, là người ta bắt đầu người ta bày chợ ra. Đầu tháng 11 là bắt đầu đã có những cái đồ trang trí Noel Giáng sinh rồi. Nhưng mà về cây cây thông Noel đó thì khoảng tầm giữa tháng 11 bắt đầu họ dựng sạp lên, họ bán ở trước cổng chợ. Thì anh chỉ thấy lúc đó cái giá nó cũng khác, rồi cho đến càng gần kề thì cái giá nó cũng khác. Tuy nhiên rằng đến chừng 23, tức là đêm 24 là Giáng sinh, thì đến 23 là họ không còn bán nữa. Thì anh chị mới thấy ở đâu đó cái tâm lý chung của cái người trồng, rồi cái tâm lý chung của cái người buôn, và cái tâm lý chung của cái người tiêu dùng anh, ở đâu đó nó còn một cái gì đó nó khúc mắc, chưa có thể mà gọi là thấu hiểu và thông cảm lẫn nhau. Như vậy thì nếu như anh có một lời nào để nói với người tiêu dùng thì anh nói gì ạ? À, thực ra thì mình là người rất là thích trồng cây, và cái anh mà giám đốc của công ty hoa Đà Lạt ấy, lớn gần như là cũng có tiếng nhất ở Việt Nam này, thì lại là bạn mình, cái anh Dũng ấy. Mình là người đã từng gặp anh ấy khi anh ấy ra thủ đô này, anh ấy làm những cái kho lạnh đầu tiên từ những cái năm 99 98 ấy, và mình làm cho anh ấy những hệ thống kho để hoa, và mình hiểu. Mình có vào Đà Lạt, mình có xem những cái vườn hoa của bà con cách đây khoảng 1 tháng, thì mình đã đi xe máy, mình đi đi kiểm đi xem một cái chuyến đi. Mình có vào Đà Lạt và mình xem hoa, xem có được đi qua hết những cái phố của Đà Lạt, và mình có tham quan cái chợ hoa Đà Lạt. Và ở gia đình nhà mình cũng có một cái trang trại nhỏ, nó khoảng hơn 1 hectare, trồng cây chủ yếu là cây ăn quả thôi. Bản thân mình thì mình không bao giờ mình nghĩ là mình sẽ bỏ ra vài triệu để mình mua một cái cây, nó quá đắt. Thế và mình thường là mình trồng những cái cây, tự trồng những cây của mình để mình chơi cả ở quanh năm cơ, chứ mình không 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 chờ Tết để mình đi mua một cây. Thế thì trong những cái ngày Tết, hầu như là Tết năm nào thì mình chỉ đi mua một cái cành đào thôi, chứ mình không mua một cây lớn. Thế thì mình đối với những cái người mua ấy, mình cũng ủng hộ những cái người mà có tiền ấy, mua những cái cây đắt tiền, cái cây mà nhiều tiền, để cho những cái người trồng cây họ có cái điều kiện để họ bán được cái cây nhiều tiền, để họ họ quanh năm họ trồng cái cây để cuối năm Tết mới có một dịp để bán, mà thì họ bán được cây mà đắt tiền để họ về họ sắm Tết. Mình đồng ý với những người có tiền nên chơi những cái cây đắt để ủng hộ những cái người trồng cây đó. Cái sự mua bán ấy nó là cái thỏa thuận, không có ai bắt ai mua cả, đúng không? Bạn thích một cái cây đẹp, cái cây đó ở ngoài người ta bán đó, bạn thích thì bạn mặc cả với cái người bán, và cái người bán đồng ý bán, thì đó là sự thỏa thuận giữa hai người mua bán, hoàn toàn là rất là bình thường, đó là những cái giao dịch dân sự bình thường. Thế còn những người nếu nếu mà họ mình không có điều kiện chơi, thì mình cũng tìm cho mình một cái cây nó vừa vừa phải và phù hợp với cái điều kiện kinh tế của mình, để cho cái không gian của nhà mình nó vừa phải, nó có đẹp, nó có cái không khí của mùa xuân. Chứ còn không 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 phải là cứ phải đi mua một cái cây thật là đẹp mà trong túi của mình chỉ có ít tiền, đúng không? Mình phải có một cái sự lựa chọn chứ. Đây ví dụ là anh muốn chơi hoa đẹp nhưng mà anh lại muốn là chờ là phải rẻ, hay là anh muốn là chờ người ta phải cho không thì cũng không không được. Thế thì không ai có thể là bỏ công ra để trồng một cái cây để mang đến để cho không bạn được đó. Thì mình cũng mong là mọi người, cái tâm lý của người chơi chơi cái cây cảnh ngày Tết, hay là cái tâm lý của người trồng cây, thì họ cần gặp nhau và chia sẻ đấy, hiểu nhau cái công sức để mà trồng một cái cây cảnh. Và những cái người làm, những cái người bán ở chợ hầu hết là những người
người đi buôn, cũng không quá, không nên là tranh thủ đẩy cái giá lên nó quá cao, để những cái người đi mua thì lại không, những cái người mà muốn chơi thì lại quá sức, chỉ để đi ngắm xong đi về thì cũng là đáng tiếc đó. Nếu như mình khuyên các bạn là những ai mà mê cây cảnh, vâng, thì tức là vừa vừa lựa cái túi tiền của mình mà chơi thôi, không nên là chơi chơi gọi là chơi gọi là cái có vẻ không tốt rồi. Vâng, cảm ơn anh Dũng đã chia sẻ đôi lời về cảm xúc và cảm nghĩ của anh nhân cái dịp Tết vừa qua. Thì xin hỏi anh rằng là anh nghĩ những cái điều này nó có liên quan gì đến chính trị không? Tất cả những cái điều mà anh em mình vừa mới tản mạng về Tết đó, ví dụ như về cây cảnh, về thực phẩm, về những cái điều mà chúng ta vừa mới chia sẻ với nhau xoay quanh 3 ngày Tết, thì theo anh những cái điều này nó có liên quan đến chính trị không? Ồ, có chứ. Chúng ta đang thở, cái hơi thở cũng, cái không khí nó cũng liên quan đến chính trị. Tại vì chính trị nó là một cái khái niệm mà rất là đơn giản thôi. Nó là những cái giá trị liên quan đến hàng ngày, đến đời sống của mình. Từ việc anh hít thở không khí, từ việc anh trồng một cây nhỏ, anh bán một cái cây nhỏ đó, anh đi mua một cái mặt hàng hóa không đạt chuẩn, thì đó cũng là chính trị. Tại vì chính trị, một cái mặt hàng hóa như anh Chi nói là về an toàn nhé, thì nó liên quan rất nhiều đến cái bộ máy quản lý của quốc gia, những cái người chịu trách nhiệm ăn lương của nhân dân, quản lý cái thực phẩm đó, đó là Bộ Y tế này, Bộ Công Thương này đấy. Những cái việc đó hoàn toàn là chính trị. Có nhiều người nghĩ là cái chính trị là một cái chuyện gì đó ghê gớm lắm, nhưng mà thực tế thì không phải. Thực tế thì đó, các bạn thấy đấy, thực phẩm bạn mua mà không an toàn, đó là chính trị. Đó. Vâng. Cho nên tại vì anh chỉ thấy đó, đối với cái nhìn của người dân ở trong nước mình đó, thì chính trị là một cái khái niệm xa vời, xa lạ, và có gì đó là nhạy cảm và nguy hiểm. Thành ra mọi người thì thường hay có những cái câu bông đùa, mà anh chỉ thấy những cái câu bông đùa đó nó rất là tai hại. Ví dụ như thôi mọi chuyện đã có đảng và nhà nước lo, hay là mình vì mọi người mà mọi người cứ coi mình như mọi. Đó là lý do mà chẳng ai còn muốn có những cái câu đùa nó bông lung, nhưng mà anh chỉ thấy nó khá là tai hại, thưa anh. Đó là lý do mà anh chỉ nghĩ rằng là cái sự quan tâm của người dân mình ha, đến những cái tình hình rất đổi là bình thường liên quan đến cái đời sống thường nhật của họ đó, nhưng mà họ không có ý thức được đó là mọi sự nó liên quan đến chính trị. Thành ra ví dụ như mình đi ra chợ mình nói về bó rau con cá thì họ cảm thấy nó dễ nghe hơn, còn khi mà mình muốn đi xa hơn một chút nữa, vì đâu mà có những cái chuyện đó, hay là vì đâu mà nên nổi, thì dường như là mình đã chạm phải đến một cái điểm nào đó rất là nhạy cảm ở trong họ, thì lập tức là họ tránh né ngay. Thì anh chị cũng hiểu cái bệnh sợ chính trị của người dân ở trong nước mình nó xuất phát từ một cái nỗi sợ hãi từ ở bên trong. Lúc nãy anh chị có thấy cái comment của một vài vị khán giả bảo rằng là anh em nên vào chủ đề chính đi thôi. Có vẻ như khán giả của chúng ta sốt ruột, bởi vì anh chị đặt một cái tiêu đề cũng khá là kích thích. Cộng sản Việt Nam thần kinh hay là khốn nạn, thì xin thưa với anh là anh chỉ mượn một cái ý của giáo sư Ngô Bảo Châu khi mà họ xây những cái tượng đài nghìn tỷ, thì mình mới thấy rằng là trong khi ở Sơn La người dân rồi con nít rất là đói khổ, thiếu ăn thiếu mặc, lúc nào cũng co mình trong cái rét, mà họ lại đi họ xây một cái tượng đài. Trước tiên anh Chi xin hỏi anh rằng là cái việc giáo sư, tiến sĩ và cử nhân của chúng ta, anh Chi thấy cái mức độ, cái số lượng đó năm này nó cao hơn năm trước, nhưng mà nó không có giải quyết được những cái vấn nạn về
về công ăn việc làm cho họ ở tại trong nước phải không anh? Vậy thì cái giải pháp nào cho vô số những cái giáo sư, tiến sĩ và cử nhân của chúng ta? À, các bạn, các khán giả mà có đọc cập nhật các tin tức trên báo của Việt Nam ấy, thì vừa rồi cách đây khoảng một tiếng thì mình có chia sẻ một cái đường link của một cái tờ, một vài tờ báo cho biết rằng là chính phủ là phấn đấu là trong năm 2018 là sẽ xuất khẩu được 110.000 nhân lực, tức là xuất khẩu lao động nhé. Trong đó lưu ý là trong đó là xuất khẩu, sẽ xuất khẩu các cử nhân đang thất nghiệp. Chúng ta đang có 70.000 cử nhân thất nghiệp. Đó, báo gần nhất vừa nãy cách một tiếng mình vừa chia sẻ lên. À, thực ra là cái chỉ tiêu của năm 2018 ấy, là chính phủ đưa ra 110.000, thì trong đó có sẽ có rất nhiều cử nhân, vì từ từ hiện từ thời điểm hiện tại mà trở về trước thì chúng ta đã xuất khẩu hầu hết là các lao động phổ thông, đủ các ngành nghề từ may mặc, xây dựng, điện tử, những cái nghề mà lao động bằng chân tay, không cần đến cái bằng cấp hay là bằng cái các cái chứng chỉ nghề gì cả. Thế nhưng mà đây là lần đầu tiên, và mình thấy rằng là hôm nay đọc báo thì thấy được là chính phủ đang phấn đấu là sẽ xuất khẩu 110.000 lao động ra đi các quốc gia, các thị trường, nhưng mà trong đó sẽ xuất khẩu nhiều cử nhân đang thất nghiệp. Thế mình chưa thấy một cái tin nào nó cho biết là sẽ xuất khẩu giáo sư hay tiến sĩ, chưa có một cái tờ báo nào đưa tin cả. Mà với cái tình trạng của chúng ta là đến thời điểm hiện tại đã có khoảng hơn 11.000 giáo sư và phó giáo sư, và có đến hơn 24.000 tiến sĩ. Và trong năm vừa rồi, đặc biệt là năm vừa rồi, thì cái số lượng mà họ thông báo là có đến 1.400 giáo sư và phó giáo sư đạt chuẩn, trong đó có cả chị Tiến y tế, chị Tiến bộ trưởng cũng đạt cái chuẩn giáo sư. Nhưng mà ngay sau khi những cái tin tức đó được đăng lên thì chính phủ đã phải cho kiểm tra lại, anh Phúc ấy cho thanh tra lại, thì mới bê bét ra là có rất nhiều cái tiêu cực ở trong cái việc là cấp chứng chỉ giáo sư và phó giáo sư đó. Nhưng mà theo anh Chi biết rằng là bên cái bộ giáo dục của mình đó, thì họ cũng chi rất là nhiều tiền trong cái dự án để mà đào tạo tiến sĩ với giáo sư phải không anh? Thực tế là ở mình cũng không biết là ở bên các quốc gia khác thì có những cái ông giáo sư hay là ông tiến sĩ của các cái ngành như là ngành tiến sĩ xây dựng đảng, tiến sĩ chính trị cao cấp hay là giáo sư chính trị. Mình cũng không biết là bên ngoài ở các quốc gia khác thì có cái giáo sư đó không. Nhưng mà ở trong, ở Việt Nam thì có. Ở Việt Nam thì mình có xem cái danh sách là có cả giáo sư chính trị ở những cái học viện chính trị, rồi có cả giáo sư công an. Đó, có giáo sư ngành công an cũng có đấy. Cái anh mà tổng cục trưởng của một cái tổng cục, ví dụ tổng cục xây dựng lực lượng của công an là tổng cục 3, thì cũng phải là giáo sư. Đấy, giáo sư đấy. Thì không biết là ở bên các khác thì họ có giáo sư công an không thì không biết. Dạ, chưa, nếu mà anh chị chưa từng thấy cái học vị giáo sư công an hay là cảnh sát gì, mà tuy nhiên là anh chị nghĩ rằng là trong những cái ngành nghề đó thì có thể là họ có những cái giáo sư hoặc là những cái chuyên gia về ngành tâm lý học, tâm lý tội phạm, đại khái là như vậy. Chỉ còn giáo sư về ngành công an thì anh chị dạ thưa chưa bao giờ nghe. Như vậy có nghĩa rằng là chính phủ, nhà cầm quyền Việt Nam họ đang phấn đấu để mà họ xuất khẩu đi cái kêu là cái chất xám của Việt Nam hả anh? Ồ không. Việt Nam mình không xuất khẩu chất xám. Chưa có. Bây giờ nếu mà xuất khẩu được tiến sĩ và giáo sư thì Việt Nam giàu lắm. Ví dụ trình độ mà đạt chuẩn như là anh Ngô Bảo Châu. Như là Ngô Bảo Châu ấy thì Việt Nam quá giàu, thu về quá nhiều tiền. Nhưng mà rất tiếc là không xuất khẩu được tiến sĩ và giáo sư. Chỉ xuất khẩu được công nhân, và trong năm nay thì phấn đấu là xuất khẩu cử nhân, nhưng mà đi chỉ làm công nhân thôi, chứ không phải là xuất khẩu kỹ sư đó. Như vậy là sau bao nhiêu năm, vâng, như vậy là sau bao nhiêu năm miệt mài đèn sắt để rồi xuất khẩu đi sang một nước khác và làm cái công việc tay chân phải không ạ? Đúng rồi.
Vậy thì lẽ ra thì không cần phải học cử nhân, mất 4 năm và 5 năm như thế tốn nhiều tiền lắm. Tốn tiền mà hầu hết các gia đình ở Việt Nam mà nuôi con đi cho đi học ấy thì số đông là nghèo. Đó, số đông là nghèo. Rất là tiếc. Vâng, nhưng mà cái từ mà xuất khẩu lao động đó anh, thì nó có vẻ nó mỹ miều quá, nhưng trên thực tế thì nó là như thế nào ạ? Trên thực tế thì mình thấy rằng là cái khái niệm mà xuất khẩu lao động ấy, mình được biết là từ những cái thời mà khi mà trước khi Đông Âu, cái bức tường Đông Âu sụp đổ nhé, bức tường Berlin nhé, thì mình đã có ở cái xung quanh mình đã có những cái lứa của mình ấy. Cái lứa của mình là cái lứa mà năm nay là cái lứa mà sinh năm 1970 và 1969 ấy, thì mình đã có những người bạn đã những cái năm 88 và 89 đã từng gọi là đi sang sang Nga này, và sang Hungary này, và sang Đông Đức này. Đó, thế thì đi sang được một năm thì đến năm 90 thì là gọi là bức tường Berlin nó sụp đổ, tức là người ta xóa cái ranh giới của Đông Đức và Tây Đức đi, thì gọi là bị vỡ hợp đồng, họ bị vỡ hợp đồng vì Đông Đức không còn mà, thì họ lại được trả về Việt Nam. Tức là thời điểm đó người ta gọi là lần đầu tiên mình được nghe đến là đó, có biết được cái khái niệm là xuất khẩu lao động. Thì về sau hỏi thì họ gọi là đi sang đó để làm công nhân ấy, xuất khẩu đi sang đó để lao động chân tay ở những cái nhà máy, ở những cái công xưởng ở bên các quốc gia đó. Thì bây giờ cái khái niệm mà người ta gọi là người ta không gọi là xuất khẩu ở trong cái hợp đồng pháp lý đâu, người ta gọi là hợp tác lao động, cung cấp nhân lực, hợp tác lao động đó à. Hợp tác lao động và cung ứng nhân lực, chứ không, người ta không gọi ở trong cái hợp đồng mà xuất khẩu, cái hợp đồng mà đưa người đi họ không gọi là xuất khẩu lao động. Nhưng mà theo những cái danh từ mỹ miều như là hợp tác lao động và cung ứng lao động, thì đó là một cái cụm từ mà nghe nó cũng tương đối là nó cũng có cái giá trị nào đó. Tuy nhiên là sao mà anh chỉ thấy ở trên cái cộng đồng mạng đó thì người ta hay nôm na, người ta hay diễn giải rằng là xuất khẩu nô lệ, thưa anh? Trên cộng đồng mạng thì họ, ở trên cộng đồng mạng xã hội thì họ gọi là đi bán sức lao động giá rẻ. Có một số trang mạng thì họ cũng cho rằng là đó là hầu như là chính xác, thì là mình đi bán sức lao động giá rẻ là thực tế. Thế còn có một vài trường hợp mình cũng đã được biết là họ đã lên mạng họ tố ra là cái việc mà họ được đưa sang bên các quốc gia, một số quốc gia để lao động, và sau đó họ bị các cái đơn vị mà ở cái nơi mà họ nhận sử dụng ấy, thì họ không làm theo những cái hợp đồng mà đã ký kết, các cái công ty ở bên Việt Nam ký kết với người lao động ở tại Việt Nam. Sang kia họ bán cho những cái cơ sở tư nhân, họ chuyển giao cho các cái công ty môi giới khác, và cái người lao động không có ai quản lý, tức là họ gần như họ bị bàn giao hoàn toàn cho một cái người sử dụng ở bên phía bên kia, và những cái người sử dụng đó họ toàn quyền, họ bắt những cái người lao động mà họ nhận được ấy, họ bắt làm nhiều giờ hơn so với hợp đồng này, thậm chí họ đối xử tàn tệ này. Họ có những trường hợp mà đã gần đây thì có rất nhiều bạn đã lên tố cáo rằng là họ còn bị đàn áp, bị đánh đập, và có những cô đi làm cái việc giúp việc cho gia đình còn bị cưỡng hiếp đó. Thì những cái hành động như thế, những cái trường hợp như thế thì có thể là còn so sánh không bằng cái thời mà buôn bán nô lệ ở thời Trung Cổ đó. Nhưng mà như vậy thì những cái cơ quan chức năng đại diện cho người Việt của chúng ta ở hải ngoại, ví dụ như các cái lãnh sự quán, đại sứ quán, thì như vậy cái vai trò và cái trách nhiệm của họ như thế nào trong những cái công việc như thế này anh? Họ có bảo vệ được cái người dân của mình hay không trong trên tình trạng đó? Trên thực tế thì các công ty mà cung ứng này, môi giới này, xuất khẩu lao động ở Việt Nam, họ được cái bộ ở Việt Nam, nó có cái bộ quản lý cái việc đó, tức là cái bộ lao động và thương binh xã hội, người ta quản lý cái công ty. Nhưng mà trên thực tế thì khi mà những cái công ty đó tuyển dụng này đi thông báo tuyển dụng nhân lực ở tất cả các cái vùng nông thôn hoặc là ở đâu đó các tỉnh, sau đó họ gom về thùa trung tâm nào đó, họ đào tạo tiếng này và họ dạy nghề và họ ký với nhau những cái hợp đồng thỏa thuận giữa người lao động và công ty, thì
mình cho rằng là cái Bộ Lao động của Việt Nam, Bộ Lao động Thương binh Xã hội họ không hề quản lý, họ không phải, họ không không quản lý được những cái công ty đó. Cho nên là khi mà họ đưa người đi nước ngoài thì cái Bộ Lao động Thương binh Xã hội ở đây họ không quản lý nữa, họ gần như là không có trách nhiệm, không có trách nhiệm. Và ngay cả những cái lãnh sự quán ở nước ngoài thì mình cho rằng họ không đủ sức, họ không đủ sức để quản lý đó. Thế nên nó mới xảy ra nhiều trường hợp là người đi lao động sang đó, hôm nay ký hợp đồng ở Việt Nam như này, nhưng mà sang bên kia thì họ lại giao cho những cái việc khác, giao cho những cái chủ khác và không theo những cái điều khoản, thì khiến cho những người lao động họ bây giờ họ mới tố lên trên mạng. Đấy, họ tố lên trên mạng. Rất nhiều trường hợp mình thấy trên Facebook họ có cả những cái trang, cái nhóm Facebook. Rồi là vừa rồi một số nhóm mình đọc ở bên các bạn ở trên cái, có cái nhóm truyền hình Eva TV đưa lên những trường hợp mà chính họ là những người đã từng được đưa đi xuất khẩu lao động ở bên Ả Rập Xê Út và bị đàn áp, bị bắt làm sai so với cái hợp đồng đã ký với công ty mà đem người ở Việt Nam đi, và thậm chí là còn bị cưỡng hiếp. Thế thì bây giờ họ tố ở trên mạng, thì đó chứng tỏ là cái kiểm soát, cái quản lý công dân của mình ở bên nước ngoài hoàn toàn không được các sứ quán, các lãnh sự quán bám sát và quản lý. Và các bạn cũng biết rằng là có các cái trang báo quốc tế cũng cho chúng ta biết rằng là cái số lượng người mà sau khi ký hợp đồng lao động đi sang nước ngoài, ví dụ sang Hàn Quốc này, sang Đài Loan này, sang một số quốc gia làm một thời gian và bỏ trốn, thì trường hợp này đã xảy ra rất nhiều, đặc biệt là ở Hàn Quốc họ hay đưa lên đó. Mình cũng biết những cái thông tin mà ngay cả báo ở trong nước họ cũng đưa lên, tức là sang lao động xong thì bỏ trốn, tức là không làm nữa, thì cũng có rất nhiều trường hợp đấy, không phải ít đâu. Vâng. Nhưng mà như vậy thì cái người mà họ đăng ký, cái người mà họ đăng ký để mà được đi xuất khẩu lao động đó, họ có phải cầm họ có phải đóng cái tiền thế chân không anh? Đóng cái tiền thế chân hoặc là họ phải mất một cái chi phí nào đó để họ được đi không? Thông thường ấy, mình có biết là có rất nhiều trường hợp đi ở những quốc gia như là đi đi Đài Loan thì nhiều, và những cái ngành nghề như là đi đi giúp việc này, và đi lao động ở những cái nhà máy, ví dụ như là làm về ngành điện tử, rồi là làm mộc, làm cơ khí, thì hầu hết là họ phải mất một cái phí không thể ít hơn khoảng 60 triệu, tối thiểu là 60 triệu, cho đến có những cái đơn vị tùy quốc gia đến cơ, còn tùy quốc gia, vì có những quốc gia như là Nhật Bản hay là Hàn Quốc thì cái phí nó sẽ nhiều hơn là so với đi Đài Loan hoặc Ả Rập Xê Út. Và nó cũng còn tùy là những cái ngành nghề, ví dụ là lao động phổ thông, giúp việc, những cái ngành nghề mà không cần tay nghề thì cái phí nó sẽ giảm đi, nó ít đi. Nhưng còn những cái ngành nghề như nghề điện tử này, những cái ngành nghề công nhân xây dựng này, đi Đài Loan hoặc đi Hàn Quốc, thì mình thấy là có xung quanh ở cái vùng quê nhà mình cũng có người đi đó. Và mình có chơi với những anh em ở trong Nghệ An ấy, thì cho được biết là anh em Nghệ An trong cái ngành quản lý ở trong tỉnh Nghệ An ấy, trong cái bộ phận chính quyền ủy ban ấy, mình cũng có giao lưu và biết họ là họ biết là trong tỉnh Nghệ An ở Việt Nam là cái tỉnh mà dẫn đầu cả nước đưa cái số công nhân đi xuất khẩu lớn nhất ở cả nước. Thế thì cái số người đi đó, bất kể một người nào đi cũng đều phải bỏ ra ít nhất là 3.000 đến 4.000 đô, tức là khoảng 60 triệu 70 triệu, đó là ít nhất đấy, để đóng cho cái công ty môi giới. Và cái số tiền lương của họ không phải là chuyển trực tiếp cho gia đình họ hay là cho họ được nhận đâu. Công ty người ta sẽ nhận cái tiền, có thể là họ nhận đô la, có thể họ trả bằng cái đồng ngoại tệ. Nhưng về Việt Nam thì qua cái tài khoản của công ty môi giới và đưa người đi đó, họ sẽ trả cho cái người nhà của cái công nhân đi xuất khẩu đó, cái nhân lực đi xuất khẩu đó, bằng tiền Việt Nam họ quy đổi ra. Đấy. Chứ họ không trả trực tiếp. Nếu như vậy thì theo những gì anh vừa mới chia sẻ thì thấy rõ ràng cái điều kiện đó nó bấp bênh quá. Rõ ràng rằng là cái người lao động của chúng ta nắm đằng lưỡi chứ không nắm đằng cán. Anh chị thấy như vậy, thứ nhất là phải bỏ một số tiền để thế chân, để mà đi qua một cái nơi xa lạ, mình chưa biết được cái việc gì nó sẽ chờ mình ở bên đó. Rồi đến chừng khi mà mình đi lao động rồi thì mình bản thân mình cũng không nhận được lương.
và gia đình mình cũng không nhận được, mà phải nhận qua cái trung tâm, qua cái công ty môi giới đó. Thì anh chị thấy rõ ràng rằng là người lao động của chúng ta nắm đằng lưỡi, tức là lỡ như mà chúng ta gặp phải một cái công ty ma, hay là một cái công ty mà làm ăn mà mang cái tính chất lừa gạt, hoặc là tham đó mà, thì như vậy mọi cái thiệt thòi, mọi cái thiệt hại nó sẽ thuộc về về người lao động chúng ta thôi. Thì ngày nay đó, sau những cái clip, những cái cảnh báo ở trên mạng, hoặc là qua các cái chị em ở cái kênh truyền hình Eva TV đó, thì anh thấy người dân của chúng ta đã có một cái nhìn rõ hơn trong cái việc mà đi xuất khẩu lao động không thưa anh? À, rất là may là bây giờ cái mạng xã hội và internet đã phát triển rất là tốt, thì nó cũng giúp cho người dân nhận ra các cái vấn đề liên quan đến vấn đề pháp lý mà liên quan đến cái việc mà họ muốn đi lao động, như là những cái người mà đi lao động đang thực hiện cái hợp đồng mà với công ty môi giới, thì họ cũng biết được cái thông tin, tức là nó giống như một cái mạng mà để cho họ nhìn thấy, nếu mà ai họ sử dụng cái mạng xã hội thì họ nhìn thấy cái hiện trạng, và họ biết rằng là họ có thêm những kiến thức về việc là họ đi lao động như thế thì cái hợp đồng được ký ở Việt Nam và sang bên kia nó sai, thì họ biết có cái chỗ để họ phản ánh là một. Và những cái người mà đang chuẩn bị có ý định đi xuất khẩu lao động ấy, thì họ cũng có thêm thông tin, họ tìm hiểu về các vấn đề pháp lý liên quan đến công việc mà họ định đi. Đấy, thì mình nghĩ rằng các mạng xã hội phát triển tốt thì nó cũng giúp ích cho mọi người dân, mọi cái người mà đang muốn mà đi làm xuất khẩu lao động hoặc đi tìm việc làm ấy, họ có thêm thông tin, cái đó nó rất là bổ ích, mình cho rằng là rất là tốt. Vâng. Nếu như mà mình nhìn cái tình hình mà càng ngày càng có nhiều những cái người dân của mình đi lao động ở các cái xứ nước ngoài, như vậy thì chả nhẽ nếu mà họ còn ở lại trong nước, họ không thể tìm được việc làm sao anh? Tại vì anh chỉ thấy rằng là trong khi việc làm của chúng ta có nhiều, mà nhà cầm quyền họ còn phải nhập lao động Trung Quốc vào để mà làm việc, thì tại sao người dân Việt Nam, tức là cái lực lượng mà lao động tại chỗ, thì lại không có việc làm mà phải đi tha hương cầu thực như vậy? À, trên thực tế thì như thế này, hiện giờ các bạn thấy là cái nhân lực của chúng ta ấy, nó cũng nhân lực ở mọi ngành nghề nó đang rất là thừa. Từ cái nhân lực lao động phổ thông cũng rất là thừa. Cái nhân lực mà được học, tức là những cái người mà tốt nghiệp có bằng cử nhân ấy, cũng đang thừa rất nhiều. Các bạn đọc báo của các cái trang báo, bạn thấy là cái nhân lực của chúng ta thừa cử nhân thì có đến vài chục ngàn cử nhân, 70.000 cử nhân. Các đọc báo ở trên, các bạn search ở trên Google là thấy 70.000 cử nhân thất nghiệp, không có việc làm. Công nhân ấy, thì tình trạng công nhân bị thất nghiệp, thiếu việc làm rất là nhiều. Đấy, chính vì thiếu việc làm cho nên là nó mới có một cái là nó sinh ra là cái ông bộ lao động ấy, ông ấy cấp phép cho một hàng loạt những cái công ty ông ấy cấp phép cho là có cái chức năng là xuất khẩu, đứng ra để đi tìm việc ở xung quanh môi giới này. Ông ấy môi giới, ông đi tìm những cái đối tác ở bên các quốc gia khác, và ông ấy đi tìm những cái nhân lực đang có nhu cầu đi làm và đem đi chuyển đi xuất khẩu đi. Và thực tế ở trong nước của chúng ta thì trong một vài năm trở lại đây thì những cái công việc quả thực là có nhiều công việc như các bạn thấy đã phải nhà nước họ cũng đem nhất những cái dự án ấy, họ cho những người lao động ở nước ngoài mà chủ yếu là người lao động của Trung Quốc tham gia làm việc ở những cái dự án vốn đầu tư của Trung Quốc. Đấy. Và những cái dự án ở Việt Nam trong vài năm trở lại đây thì những dự án lớn, những dự án về công nghiệp và hạ tầng thì hầu hết số chiếm cái vốn từ Trung Quốc là chiếm cái tỷ trọng rất là lớn. Và trong đó thì cái chủ dự án họ lại đem công nhân của Trung Quốc rất là nhiều. Đó, hàng ngày chúng ta đọc báo chúng ta thấy là họ đem công nhân đến rất nhiều, nhưng mà công nhân của Việt Nam thì vẫn cứ xuất khẩu. Ví dụ, tôi nói ví dụ là ở tỉnh Hà Tĩnh có nhà máy Formosa, thì một nhà máy rất là lớn, nhưng mà ở khu vực Hà Tĩnh và khu vực Nghệ An thì lại là hai cái tỉnh mà xuất khẩu lao động lớn nhất cả nước. Thì đấy là một cái mâu thuẫn, mà trong khi các chủ dự án của Formosa họ lại đem công nhân của họ sang đó.
Thì đây có lẽ rằng là cái những cái thỏa thuận đây là những cái yêu cầu, một cái yêu cầu hay một cái thỏa thuận gì đó riêng của phía chủ đầu tư, của phía nước ngoài, mà ở đây chủ yếu là Trung Quốc. Và đối với chính phủ Việt Nam thì mình không nắm được, không rõ là họ thỏa thuận với nhau như thế nào. Nhưng mà mình cũng có quan sát là có những cái dự án rất là lớn của Hàn Quốc đầu tư ở tại Việt Nam, ví dụ như là Samsung chẳng hạn, đang có những cái nhà máy và những cái khu công nghiệp rất lớn của Samsung đầu tư ở Bắc Ninh này, ở trên Thái Nguyên này, thì có họ giải quyết được cho người Việt của chúng ta có đến 200-300 ngàn công nhân, trong đó số đông là công nhân nữ công nhân. Ví dụ như ở Thái Nguyên thì có đến 70% là công nhân nữ. Đấy, thì họ không mang công nhân Hàn Quốc. Họ không mang công nhân Hàn Quốc sang đây thì mình nghĩ rằng là Hàn Quốc chắc họ chẳng sẵn sang đây làm công nhân đâu. Và cái doanh nghiệp của Samsung thì họ cũng không tuyển công nhân Trung Quốc. Chính vì vậy mà họ tuyển công nhân Việt Nam, và cái số lượng vài trăm ngàn công nhân làm cho Samsung ở những cái nhà máy ở Yên Phong, ở Bắc Ninh và ở trên Thái Nguyên thì nó giải quyết được rất nhiều. Nhưng mà những cái dự án của Trung Quốc đầu tư thì lại nhiều hơn của Hàn Quốc. Chính vì vậy họ mang công nhân sang làm, trong khi công nhân của Việt Nam, ngay cả cái dự án Bosit họ cũng đã, các báo thì thấy là họ mang công nhân của họ sang làm, và những cái doanh nghiệp của họ trả lời rằng là công nhân của họ thì mới đáp ứng được cái tay nghề. Thì cái điều đó thì mình cũng không hiểu là cái ký thỏa thuận giữa tập đoàn, những cái nhà đầu tư và chính phủ Việt Nam mình cũng không nắm được chi tiết như nào, nhưng mà cái hiện trạng thì thấy họ mang công nhân sang rất nhiều. Vâng, thưa anh, cái điều mà anh vừa mới chia sẻ đó nó cũng tương tự giống như bây giờ ở tại các cái quốc gia châu Phi đó anh, thì cũng có những cái dự án to lớn của Trung Quốc đầu tư. Và bởi vì anh Chi có một vài người bạn họ làm việc ở bên Cameroon, ở những cái thành phố lớn như là Douala hoặc là Yaoundé, họ cũng kể với anh Chi rằng là khi mà Trung Quốc họ sang họ đầu tư một cái dự án đó thì họ có nhiều cái điều kiện lắm, bởi vì tất cả những cái dự án đó thì họ cũng là cái người cho vay vốn để mà phát triển những cái dự án hay là đầu tư những cái dự án, thì họ bắt buộc rằng là công nhân của Trung Quốc sẽ thực hiện những cái dự án đó. Và khi mà công nhân của Trung Quốc đó họ sang đó là lập tức họ rào rậu lại hết những cái khu vực xung quanh, và người công nhân họ sống ở trong cái đó giống như đó là một cái làng riêng biệt vây quanh cái dự án đó vậy. Họ sống ở trong đó, họ sinh sống, họ nấu nướng, thậm chí là họ chở cả tàu đó anh, những cái chiếc tàu lớn 25.000 tấn, họ chở nào là công nhân, thậm chí là lương thực, thực phẩm. Và chiều đó, sau cái giờ lao động đó, thì những cái anh công nhân người Trung Quốc đó, còn đẩy một cái xe dầu ra ngoài bán ba cái bánh tiêu, bánh cam, những cái loại bánh ăn vặt của họ đó. Thì cái người bạn của anh Chi ở Cameroon có kể cho anh Chi nghe rằng là buổi chiều khi mà những cái người tàu mà họ đẩy mấy cái chảo dầu ra ngoài họ bán, thì những cái người dân bản địa rất là ghét. Thứ nhất đã đi qua đây đầu tư dự án mà không tạo được công ăn việc làm cho dân địa phương, rồi lại làm thêm những cái buôn bán lặt vặt, hầu cướp luôn cả cái những cái kinh tế nhỏ lặt vặt của người dân bản địa. Thành ra nó thường xảy ra những cái việc xung đột, rằng là thỉnh thoảng những cái người châu Phi đó họ hấp tung những cái chảo dầu của những người Trung Quốc. Thì anh Chi thấy tương tự như vậy xảy ra trên cái quê hương của mình. Những cái dự án như anh Dũng vừa mới chia sẻ, Formosa hay là có những cái làng. Vậy thì vừa rồi chúng ta có thấy một cái thông tin ở Bình Dương có một cái làng mà ở trong đó có gần 4.000 trẻ em Trung Quốc, và bây giờ thì họ đang yêu cầu nhà cầm quyền địa phương phải xây dựng cho họ những cái ngôi trường để cho bọn trẻ được học tiếng Trung Quốc và có những cái chăm sóc y tế dành cho con em của công nhân Trung Quốc. Thì bởi vì chúng ta sẽ chia sẻ từ từ để mà dẫn đến một cái bức tranh, chúng ta tô điểm từ từ để người nghe, khán giả của chúng ta có thể hình dung ra một cái bức tranh tổng thể. Thì anh thấy với những cái gì mà anh vừa mới chia sẻ đó, trong khi cái người lao động của Việt Nam chúng ta thì buộc phải xa xứ tha hương cầu thực, trong khi họ đem cái người lao động của Trung Quốc sang và họ thành làng, thành xóm, thành xã, họ sanh con đàn cháu đống như vậy, thì chúng ta phải đối mặt với một cái vấn nạn nào đó và cái hiểm họa nào đó, thưa anh.
Cái này, cái hiện trạng hiện giờ ấy, trong khoảng chục năm trở lại đây thì mình cũng để ý rất là nhiều, tại vì là khi mà các dự án của Trung Quốc họ cho vay vốn và họ đầu tư, đặc biệt là trong cái ngành xây dựng của mình này, xây dựng là thủy điện này, các cái nhà máy công nghiệp này, nhà máy điện đạm, rồi là các cái hệ thống công trình đường xá đó, đường sắt, rồi là các cái công trình nhà máy công nghiệp, ví dụ như các nhà máy như là sắt thép này, sản xuất công nghiệp, thì đặc biệt là những cái nhà máy điện phát điện này, nhiệt điện rồi là thủy điện, thì cái số dự án của Trung Quốc họ đầu tư vào rất nhiều. Thì cái hiện trạng như vậy, và họ đem công nhân đến để làm, có những cái vùng như là mình đã từng đi ở xung quanh miền Bắc, rất nhiều vùng từ Hà Tĩnh, Phong Sa này, rồi ở vùng Thủy Nguyên, Hải Phòng này, thì thậm chí là mình đã từng thấy những cái mình xuống, mình có đi qua Thủy Nguyên, và họ đăng, và cả nhà nước cũng đăng báo cho thấy là công nhân cái con trai đàn ông của cái một cái vùng ở Thủy Nguyên, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, là người ta còn đi kiện ủy ban huyện, ủy ban huyện, ủy ban xã, vì là người Trung Quốc đến làm dự án, và ở đó, ở cái vùng Thủy Nguyên đó rất là nhiều thành cái làng, và lấy hết cả con gái để làm vợ. Thế là thanh niên họ đi biển, mà họ đi biển đi về, họ không có không còn con gái để lấy vợ nữa, và họ đã khởi kiện, họ kiện, họ kéo lên cái ủy ban. Nên là cái tình trạng mà người Trung Quốc sang, công nhân sang thì họ lấy vợ. Và trên thực tế thì chúng ta chưa có một cái điều luật nào cấm cái việc kết hôn đó cả, đó hoàn toàn là quyền của họ. Nhưng mà ở đây nó dính đến cái việc quản lý của nhà nước ấy. Tức là những cái người mà đứng đầu quốc gia họ chưa nhìn ra những vấn đề ở đây, nó có những cái điều rất nguy hiểm, đó là cái sự đồng hóa. Các bạn hình dung là bây giờ trong trường hợp mà họ sang đây khoảng 3 triệu người đi, hay là 1 triệu công nhân thôi, không cần nói đến 3 triệu, 1 triệu công nhân, và họ sẽ có khoảng một nửa trong số đó, hoặc là 1/3 trong số đó lấy vợ người Việt. Điều đó là không có ai, quốc gia chúng ta không có một cái điều khoản nào cấm phụ nữ lấy chồng Trung Quốc hay lấy chồng ở nước nào đó bên ngoài Đài Loan hoặc Hàn Quốc, đúng không? Chúng ta đều cho họ kết hôn, và sau một vài năm thì sẽ sinh ra khoảng gấp đôi, tức mỗi cặp vợ chồng sinh ra một đứa trẻ con, một hoặc là hai con chẳng hạn, trong vòng 5 năm. Thế thì cái số lượng đó nó sẽ trở thành hàng triệu, đấy là số ít nhất nhé, hàng triệu con mà giữa của bố là Trung Quốc, vợ mẹ là người Việt. Thì đương nhiên là các bạn thấy rằng cái mật độ đó nó sẽ giải rác ở khắp trên các cái dự án, xung quanh dự án là sẽ có những cái làng, hoặc có những cái vùng, thậm chí là có những cái phường mà những cái người con đó là con của bố là Trung Quốc, mẹ là Việt Nam. Thì đó là cái sự đồng hóa, mình cho rằng đó là một cái nằm trong một chiến lược đồng hóa, không phải đơn giản chỉ là những dự án đâu. Không phải đơn giản chỉ là những dự án. Và những dự án đó vì sao không sử dụng người Việt làm? Đúng không? Chúng ta cũng có những dự án Hàn Quốc làm này, phương Tây, châu Âu, rồi là các quốc gia như Hàn Quốc họ đầu tư đó. Họ đâu có đem công nhân Hàn Quốc sang. Họ đâu có mang thuê người Trung Quốc làm. Họ thuê công nhân người Việt làm ấy chứ. Từ việc xây cầu này, xây nhà máy này, và bây giờ những tập đoàn lớn như là Samsung, họ thuê hoàn toàn là công nhân Việt Nam mà. Đó. Thì cái mình lo lắng là cái số lượng mà công nhân sang theo làm theo các dự án mà không được, không có một cái chiến lược của từ phía vĩ mô, từ phía chính phủ và quốc hội Việt Nam, không có một cái chiến lược kiểm soát, không có một cái chính sách chi tiết, thì những cái đứa con mà được sinh ra bởi bố là người Trung Quốc và mẹ người Việt, nó sẽ rải rác ở khắp quốc gia, khắp các vùng tỉnh, 63 tỉnh thành của Việt Nam trong tương lai, trong vòng khoảng 5 năm nữa thì rất là nhiều. Đó là cái hiện trạng thực tế ai cũng nhìn thấy thôi, không có ai giấu được. Đó là như anh vừa nói, nó là một cái hiện trạng thực tế mà ai cũng nhìn thấy, cỡ như chúng ta là những cái người dân rất là bình thường mà cũng nhìn thấy cái điều đó, thì chẳng lẽ là các ông bộ trưởng, các bà bộ trưởng, những cái vị mà nguyên thủ quốc gia đứng đầu của một cái đất nước như vậy, chẳng lẽ họ không có cái tầm nhìn xa hơn được 5 năm sao anh? Họ nhìn thấy chứ, họ có nhìn thấy. Nhưng mà một điều đáng buồn là cái tư duy nhiệm kỳ, tức là cái trách nhiệm của chúng ta là trách nhiệm theo nhiệm kỳ. Ví dụ một anh bộ trưởng làm trong vòng 5 năm nghỉ, sau đó họ nghỉ hưu, thì họ đâu có ở Việt Nam,
bộ trưởng và họ đi, họ họ đi đâu à? Thế nếu đúng nếu họ không ở Việt Nam thì họ đi đâu à? Họ đi nước ngoài, họ đi Mỹ, họ đi không đi sang các cái nước anh em cộng sản sao anh? À không, không có ông nào đi sang Trung Quốc hay sang Triều Tiên ở cả, đi sang Mỹ, đi sang châu Âu. Đó là cái đó mình biết mà, mình được làm việc dự án. Mình ngày xưa mình đã từng làm cho một công ty của Mỹ 11 năm mà mình quản lý dự án, các dự án lớn, và mình chính là người, mình với Trịnh Xuân Thanh làm chung với nhau vài năm. Nên là mình hiểu chuyện đó. Tất cả những cán bộ cấp phường trở lên là đã lo là cho con đi du học này, và lo mua cái nhà cho con ở nước ngoài, ở đâu đó. Và các bạn cũng thấy rằng là những đại biểu quốc hội của chúng ta, có rất nhiều đại biểu nhá, trong khi đang ở Việt Nam cũng đã mua quốc tịch của một quốc gia nào đó thuộc EU, ví dụ là chị Hường này, rồi chắc chắn là còn nhiều chị nữa. Mua chị Hường nó mua, đang là đại biểu quốc hội ở đây, cũng đã mua quốc tịch cho cả gia đình ở bên Manta chẳng hạn. Đấy, những cái trường hợp đó, và sau là quốc hội, sau đó là mấy báo chí mới đăng ầm ĩ lên. Thì đấy, đấy các bạn thấy là họ đang ở đây, họ đang là đại biểu quốc hội, nhưng họ lại là chủ, vợ chồng của họ là những cái chủ doanh nghiệp rất lớn. Đấy, họ là chủ doanh nghiệp rất lớn, và họ đã, trong khi họ đang sống ở đây, họ làm đại biểu quốc hội, họ làm chủ doanh nghiệp, nhưng họ đã lo lắng là mua quốc tịch ở một quốc gia đâu đó ở tận tận châu Âu cơ. Đó, tức là ở Mỹ thì có rất nhiều nhiều quan chức, từ cái ông mà làm nghề báo như là ông Nguyễn Công Khế, tổng biên tập, cũng mua nhà kéo cả gia đình sang Mỹ ở. Rồi rất, tôi biết là có rất nhiều những ông khác nữa, bộ trưởng về hưu là sang Mỹ, không ở Việt Nam. Vậy thì họ không lo lắng gì cả. Họ có lẽ là, anh Chi nghĩ rằng là họ chọn cho mình một cái bãi đá để mà họ được sang đó, để mà họ dậy chết cùng đó mà. Thưa anh, thì trên một cái diện tích hình chữ S mà cái diện tích đất càng ngày càng có vẻ như là bị thu hẹp bởi cái sự lấn át, 93 triệu dân, thì bây giờ chúng ta trừ đi 4-5 triệu đảng viên, rồi chúng ta trừ thêm 11 triệu trong cái bộ máy hành chánh công kênh đi, thì còn lại khoảng hơn 80 triệu dân như vậy đó. Thì càng ngày càng có vẻ như là khó khăn trong cái vấn đề tìm kiếm việc làm, tìm cái kế sinh nhai, mà bây giờ chúng ta còn phải trộn lẫn với công nhân Trung Quốc và với những cái đàn con cháu đóng của họ. Như vậy thì tương lai của người Việt chúng ta sao có vẻ thê thảm quá anh hả? Thực tế là cái tương lai sẽ khó khăn hơn nhiều. Đối với những cái người quan sát như mình là một nhà báo độc lập, thì mình quan sát từng cái diễn biến, từng cái con số nợ công trở lên tăng lên, rồi từng những cái dự án được chính phủ quản lý mà bị phá vỡ từ khi từ thời ông Dũng làm thủ tướng, và đẻ ra, sinh ra những cái tập đoàn quả đấm thép, sau đó những tập đoàn quả đấm thép bị thua lỗ như thế nào, và những cái lời khuyên của những chuyên gia, những cố vấn độc lập từ cái thời mà viện IDS, từ thời bác Quang A và bác Lê Đăng Doanh ấy, bác Lê Doanh khuyên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng như thế nào, và những cái lời khuyên đó đến bây giờ, đến thời điểm ông Dũng hạ cánh, thì đều đúng những cái hiện trạng mà những nhà cố vấn, những nhà tư vấn khuyên ông ấy làm tránh, nhưng mà ông ấy đã giải tán cái ban cố vấn từ cái thời những thủ tướng trước. Cái ban cố vấn gồm những chuyên gia hàng đầu về đủ các lĩnh vực, bác Quang A, bác Lê Doanh, bác Chí Lan, rồi rất nhiều chuyên gia khác. Thì ông giải tán xong thì ông thành lập cái quả đấm thép. Và cho đến thời điểm bây giờ thì các bạn thấy là tất cả các quả đấm thép thời ông Ba Dũng đều trở thành những quả đấm bùn. Và cái số nợ công từ thời ông Dũng lên làm thủ tướng hai khóa đến thời điểm ông hạ cánh, thì số nợ công đã nhảy vọt lên. Chắc là những cái người mà tôi nghĩ rằng trong số 90 triệu dân Việt Nam thì có hiếm người trên tính trên đầu ngón tay, có lẽ là số rất là ít quan tâm đến cái con số nợ công đó, họ không quan tâm. Và đặc biệt là người dân thì số ít đó, hiếm người biết cái, không, họ không quan tâm đến nợ công là cái gì cả, và họ cũng không quan tâm. Tại anh Chi nghĩ là có thể là có thể là họ không hình dung ra được cái con số nợ công, bởi vì thực tế họ thấy họ không nợ ai hết, họ chỉ có nợ cái bà bán rượu ở đầu đường vài lít mua triệu, hoặc là chỉ nợ cái cô bán thịt ở trong chợ vài ký thịt chưa trả. Thì có lẽ là vì vậy, thành ra còn cái việc mà chúng ta nói nợ công cao ngất ngưỡng mà một đầu người khoảng hơn 2.000 đô thì họ bảo tôi có mượn đâu mà nợ. Hồi hôm mùng 2 Tết đó,
Anh Chi có theo dõi thì thấy bố con nhà anh có một cái chuyến đi đâu, chia sẻ một chút cái hương xuân đến với những cái người kém may mắn, thì anh có thể cho anh Chi biết động cơ mà anh làm cái việc đấy là gì ạ? Và anh làm cái điều đấy để làm gì ạ? À, thực tế thì trong vòng khoảng từ năm 2011 ấy, từ 2011 thì ở nhà mình, tại vì là ở nhà mình ở đang sống ấy, thì mình lại gần một cái trụ sở tiếp dân của Trung ương Đảng. Vâng. Cái trụ sở tiếp tất cả những công dân ở trên 63 tỉnh thành về đó để khiếu kiện vì mất đất đai, bị bất công, bị oan ức, thậm chí có những trường hợp bị tử hình oan, rồi là bị cướp mất nhà mất đất, thì họ đến đó họ đi kiện này, họ đi khiếu nại này quanh năm. Thế thì họ họ ở trên vỉa hè, họ ngủ trên vỉa hè. À, thế thì mình hàng ngày mình hay đi qua, thì mình thấy thế thì mình từ những cái năm 2011 ấy, thì mình ra mình cũng đầu tiên thì mình chỉ hỏi thăm, rồi mình cho họ những cái áo cũ này, cái áo rét này, và xong rồi kêu gọi mọi người anh em là có mì tôm hay có cái gì đó ra giúp họ vì họ đói, họ nói là họ đói thì mình giúp giúp và sau đó thì dần dần thì cũng có nhiều người biết đến, và mình đưa cái thông tin đó lên mạng thì nhiều người biết, thì nhiều người cũng đến giúp họ. Và mình khi mình làm ở cái công ty của Mỹ, của một cái ông tổng giám đốc, ông sếp là người Mỹ, thì ông làm quanh năm, rồi ông chỉ đi được đồng nào ông chỉ đi xây trường tặng cho các trẻ em Việt Nam và đi làm từ thiện. Tất cả những cái đồng tiền kiếm được ở Việt Nam trong vòng hàng hàng chục năm, hơn chục năm, chỉ đi làm từ thiện thôi. Đó thì ông ấy mình thấy là rất hay, và ông ấy nói rằng là chúng ta phải đem cho có giúp được người ta đi, khi chúng ta đủ rồi chúng ta đi giúp người khác. Và mình thấy là rất là hay, và mình cũng cố gắng là mình dành ra một cái phần ngoài cái phần mà mình đủ đủ chi đủ cho gia đình nhà mình rồi, thì mình giúp người đó, những cái người xung quanh mà những cái người mà đang rất là cần đó. Thì đến 28 Tết mình vẫn còn đang ở trong Nghệ An, mà mình đi, mình cùng một nhóm bạn đi vào trong trong Quế Phong Nghệ An, trong cái vùng rừng sâu, mà gặp những cái đồng bào dân tộc họ chưa có dép dép như vậy, những trẻ em chưa có dép để đi, họ chưa có quần để mặc, có rất nhiều trẻ em không có dép. Thì mình cùng cái nhóm bạn đi 2 ngày, đến tận là ngày 28 mới từ trong cái vùng sâu mà giáp biên giới Lào ấy, thì mới về, quay về cái vùng thủ đô để mình về với gia đình. Và sau đó thì mình lại đi, sau đó thì gặp những cái bà con ở gần nhà, là cái trụ sở tiếp dân có rất nhiều dân oan, có 50-70 người ở lại ở trên trên cái vỉa hè để ăn Tết. Và cũng có nhiều nhóm anh chị em ở Hà Nội đến tặng cho họ bánh chưng này, bánh mì này, và mang lì xì cho họ đó. Thì cái việc đó là làm thường xuyên, mà không không thỉnh thoảng mình đi qua thì mình có bao nhiêu thì mình giúp họ thôi. Thế, anh chị cũng bắt chước đi ạ. Anh chị xin hỏi là cái động cơ anh làm cái việc đó là gì? Và anh làm cái điều đó để làm gì? À, để hỏi như thế là anh Chi hỏi giống cái chị Tạ Bích Loan ở trên VTV đó. Hỏi rất giống Tạ Bích Loan ở trên VTV, với động cơ gì và làm để làm gì đó. Thế thì thực ra những người ta nói rằng là chỉ có những con thú thì mới quay lưng lại đồng loại, khi mà đồng loại gặp những cái hoạn nạn hoặc là gặp những cái thiếu thốn để chăm sóc cái bộ lông của mình. Thì nói như vậy thì nó có vẻ là nó cao siêu lắm, nhưng mà thực ra trên trên cái thực tế là mình thấy những cái người xung quanh ấy, không riêng gì những cái người dân mà đi khiếu kiện mà oan đâu, mình trong quá trình mình đi làm ấy, thì mình cũng gặp mà rất là nhiều cái trường hợp. Mình đi làm quản lý xây dựng vài chục năm rồi, mình gặp những công nhân nghèo ấy, thì mình cũng động viên và mình chia sẻ với họ những cái gì mà mình có. Thực ra là mình mong muốn là cái chia sẻ đó nó khơi dậy cho những cái con người ở xung quanh mình ấy, một cái sự một cái gì đó, tạo ra một cái hình ảnh gì đó, tạo ra một cái hành động mà động đến cái tâm hay động đến một cái trái tim của một ai đó ở xung quanh đó. Tại vì cái thực đó, những cái việc đó nó không hề lớn lao, nhưng mà nó chỉ có con người, những con người mà còn cái lòng trắc ẩn với những cái người xung quanh, thì họ cố gắng họ làm cái gì đó trong sức của họ để làm vui và để khơi dậy những cái tình người đó. Chứ nó không phải là cái gì to tát lắm đâu, nó chỉ là những cái nhỏ thôi. Và ngày xưa cái thời của mình đi học ấy, thì mình được học những cái môn học mà bây giờ hình như là bọn trẻ con nó không còn được học đó, những cái môn như là thời mình và anh Chi chắc được học cái môn đạo đức, có một cái tập vở đạo đức đúng không,
đó Vâng. cái mục và cũng để vì tại vì là khi mình làm báo độc lập từ khoảng 2008 trở lại đây thì mình làm blogger và mình làm báo thì mình cũng cũng bằng cái việc mà mình lấy cái việc mà mình đến mình hỏi họ mình chia sẻ với những người có hoàn cảnh bất công thì mình đưa những cái đó lên trên truyền thông đưa lên truyền thông để cố gắng là để cho những người mà đứng đầu những người quản trị quốc gia những người đang quản lý cái đất nước này này nhìn thấy những cái hiện trạng những cái thực tế đấy thì có thể những quan chức cấp cao họ không bao giờ nhìn thấy tại vì họ không bao giờ đi bộ ra ngoài đường họ không bao giờ đi xe máy đi khắp cái vùng nghèo vùng sâu vùng xa như mình để nhìn thấy những cái hoàn cảnh những cái công dân của một quốc gia như thế này chúng ta tất cả những cái người những cái trẻ em sinh ra ở Việt Nam này đều là những cái công dân của quốc gia vậy thì tại sao lại có những công dân mà đến thời điểm bây giờ vẫn chưa được dùng điện đi vào những cái huyện vùng sâu vùng miền núi ở tỉnh Nghệ An ở trụ sở của tỉnh thì rất hoành tráng cán bộ tỉnh ông nào cũng có xe hơi nhà biệt thự nhưng đi vào ra khỏi cái khu vực đô thị thì đến những cái vùng sâu những cái huyện mà bản làng ấy thì còn vô số những công dân của cái tỉnh đó vô số những công dân còn nghèo nghèo đến mức mà còn không có cái đôi dép để đi đó hy vọng là như thế mình đưa lên những cái hình Vâng. ảnh mình làm chỉ mình tặng họ một cái bánh chưng thôi nhưng mà mình chụp ảnh mình đưa lên để cho họ nhìn thấy là vẫn còn những con người mà còn cái bánh chưng còn chưa có mà ăn vẫn phải có người đến trợ giúp nghèo quá khổ quá bị mất hết nếu Anh mình Dũng ơi. là ai để công dân của mình như thế được đúng không Vâng, anh Dũng cho anh Chi hỏi thăm rằng là cái lực lượng dân oan ngày hôm nay đó anh gồm những cái thành phần nào? dân oan có rất nhiều thành phần có Vâng. người bị lấy đất bị các cái chính quyền địa phương ấy, họ lấy đất để họ bán cho tư nhân có người thì bị oan là bị bỏ tù oan xử án oan có người thì bị kết án tử hình oan trong đó có rất nhiều thành phần gồm có giáo viên cũng có bộ đội cũng có các bạn nhìn thấy trên mạng có những ông mà đeo sao đầy người đó bộ đội và cựu chiến binh nó cũng đi cũng là đi đòi quyền lợi có những người bị không không được trả quyền lợi và có những người giáo viên cũng bị oan tức là không thiếu một thành phần gì cả thậm chí là có cả những ông cán bộ đang chức cũng bị oan bạn thấy là cái anh mà ở thanh tra chính phủ vừa rồi họp báo đó để giải oan đó xin họp báo để giải oan gọi nhà báo đến họp báo để giải oan thì đó cũng là một cái ông mà bị oan ức rất nhiều thành phần Vâng, nếu như vậy thì anh vừa mới nói với những cái người dân oan mà bị mất đất á, thì do cái chính quyền địa phương họ lạm dụng cái quyền lợi và họ thu hồi đất đai của người dân một cách bất hợp pháp phải không anh? Để bán rẻ cho các cái chủ đầu tư. Như vậy thì cái vấn đề mà họ đền bù nó không thỏa đáng cho nên người dân họ mới đi kêu oan phải không? Cái thứ nhất, cái thứ nhì á, theo như anh Chi thấy đó thì ngày nay những cái đối tác đầu tư ví dụ như Mỹ, Pháp, Anh, Úc người ta lần lượt người ta rút khỏi cái thị trường ở Việt Nam rồi đặc biệt thậm chí là ngay cả cái xứ sở Hòa Lan đó cái xứ sở Hòa Lan là một cái đất nước mà họ có cái mức độ đầu tư vào Việt Nam nhiều nhất cao hơn hẳn những cái quốc gia khác thì ngày nay họ cũng đã bắt đầu rục rịch và họ đã rút rồi thì như vậy cái việc mà thu hồi hoặc là cướp đất của người dân để bán rẻ cho những cái nhà đầu tư thì những cái nhà đầu tư đó đa phần là ai ạ? Những cái nhà đầu tư nó đến từ đâu? Thứ nhất là những cái người dân oan mà bị lấy đất đai lấy đất mà họ có thể là đất họ đang canh tác rồi có nhiều trường hợp dân oan bị lấy đất đất ở thì họ về họ khiếu kiện và mình có được gặp họ thực ra ấy, là mình đã giúp có đến hàng trăm trường hợp dân oan mình cũng cho lên sóng như để họ trình bày như thế này như là lên sóng với hai người ngồi đó mình trình bày đó các bạn xem CHTV đó chính là mình dùng cái Facebook để mình giúp họ là đăng tải cái hồ sơ của họ lên để cho các cấp chính phủ biết
cái cấp mà phụ trách các cái ngành về đất đai họ biết, thì những cái dân oan bị lấy đất đó hầu hết bị nằm ở trong các trường hợp là các chính quyền địa phương thu hồi đất của họ không đúng luật. Tức là theo quy định thì họ muốn lấy đất của người dân, theo luật hiện hành thì các cơ quan phải làm đúng trình tự, tức là phải có cái dự án mà cái cấp thẩm quyền phê duyệt, sau đó lại phải gặp người dân để mang luật ra công khai là lấy đất để làm dự án này này, và thông báo là lấy của nhà bác này bao nhiêu mét vuông này, và theo quy định của luật pháp thì đền bù chừng này này. Nhưng các chính quyền địa phương họ hầu như họ không làm. Thế nó mới dẫn đến tình trạng là họ không làm theo luật. Mà các bạn biết thừa nào không làm theo luật thì để làm gì? Để họ trục lợi. Họ trục lợi, tức là họ vẫn báo lên với chính phủ, với bộ ngành rằng là họ lấy đất này, chừng này mét của dân, đền bù hết chừng này, 10 đồng. Nhưng trên thực tế họ không đền bù cho dân, họ không làm các cái thủ tục hồ sơ đúng. Và họ lấy cái số tiền của từ ngân sách đó, họ chia nhau. Rất là nhiều nơi xảy ra như vậy. Và khiến cho người dân người ta không được đền bù bồi thường minh bạch theo đúng những cái quy định của pháp luật hiện hành. Thì họ đi khiếu kiện. Họ đi kiện để đòi lại quyền lợi. Thực ra là họ đòi những quyền lợi rất là công khai và minh bạch theo luật thôi, họ không đòi cái gì cả. Thế nhưng mà cái tình trạng mà các địa phương lấy đất hầu như là số đông là không làm theo luật. Và trong đó thì có cái trục lợi lớn ý, là họ, những cái công ty, những nhà đầu tư dự án, số lớn là dự án là những chủ đầu tư là người Việt trong nước, các doanh nghiệp trong nước chứ không phải là người nước ngoài. Những dự án của người nước ngoài thì họ rất là sòng phẳng vì họ giám sát cái việc bồi thường. Đó, những chủ nước ngoài số họ rất cẩn thận vì họ biết mà. Họ biết cái sự các cái chính quyền địa phương là hay gian dối và họ giám sát. Họ giám sát trong quá trình mà đền bù thì những người dân người ta được đền bù theo đúng luật, minh bạch, họ không đòi nữa. Thế còn những cái dự án mà của những chủ đầu tư ở trong nước này, những cái ông mà làm chủ xây dựng, chủ dự án này, thì họ dùng chính quyền, họ có thể họ tạo ra một cái sức ép gì đó bằng gì đó, bằng tiền hay bằng gì đó, bằng cái lợi nhuận gì đó, để họ dùng chính quyền để làm, đứng ra lấy đất, cưỡng chế đất của dân để giao cho doanh nghiệp, cứ để cho người dân đi kiện thôi. Đó. Vâng. Anh Chi thấy trong cái phái đoàn dân oan đó thì như anh vừa chia sẻ và anh Chi cũng có thấy những cái hình ảnh rõ ràng là cái phái đoàn dân oan ngày càng đông và càng tập trung nhiều cái thành phần, mà anh Chi lấy làm lạ là nếu trong đó có những cái thành phần ví dụ như cựu chiến binh hay là những cái gia đình có công với cách mạng, hoặc là kể cả đó là những cái người mà đã có những cái năm đảng viên đó, có cái tuổi đảng mà họ vẫn bị phạm, vẫn bị gọi là cái gì, lạm dụng những cái quyền lợi của họ, thì họ không kiêng, tức là cái chính quyền hiện hành bây giờ đó, họ không kiêng nể gì đến cái gia đình người có công hay là cựu chiến binh hay là đảng viên, sao anh? Họ không kiêng nể gì hết. Cái này nó nằm ở cái gốc rễ là cái bộ máy hành chính, bộ máy của hành chính của quốc gia của chúng ta nó không có những cái chuẩn mực. Tức là cái sự quản lý các bộ ngành theo một cái ngành dọc từ trên bộ, từ trên chính phủ quản lý ở các địa phương, họ không có một cái chuẩn mực về luật pháp. Ví dụ như là khi mà có một dự án ở địa phương lấy đất, thu hồi đất của dân, thì cái quản lý của các cấp bộ ngành ở trên, tức là ví dụ một tỉnh lấy đất của dân để làm dự án, bán cho tư nhân để xây dự án hay làm cái gì đó, thì cái cấp trung ương, cái cấp mà bộ trên bộ tài nguyên môi trường là cơ quan mà quản lý đất đai ở ngành dọc, họ không giám sát ở dưới. Chính phủ cũng không có giám sát, và cái cơ quan giám sát cao, quyền lực cao nhất của quốc gia là Quốc hội. Trong đó có những cái ủy ban giám sát đại diện cho người dân ở trên ở toàn thể quốc gia, giám sát tất cả mọi việc liên quan đến ở dưới, thì họ không làm theo đúng nhiệm vụ của họ. Họ không thực thi nhiệm vụ của họ. Đó, thế nó mới xảy ra là cái lạm quyền của các cái cơ quan ở địa phương ấy. Những cái cấp chính quyền địa phương này, cấp tỉnh này, cấp huyện, cấp xã này, họ tùy ý làm việc, không có giám sát. Tức là việc hành pháp của chúng ta là không có giám sát hành pháp, dẫn đến cái bản chất, các bạn biết là một cái con người hay là một cái con vật ấy, nó cũng có những cái bản năng về nhu cầu về cái việc là vật chất ấy. Thì khi mà đứng trước một cái lợi nhuận lớn, số tiền rất là lớn, khi mà giải phóng lấy đất để làm dự án hay gì đó, thì cái lợi nhuận nó, cái số tiền nó rất là nhiều. Và với cái tư duy nhiệm kỳ của những cán bộ địa phương thì họ sẵn sàng, họ bỏ qua, họ bất chấp tất cả để họ trục lợi.
Và đặc biệt là khi họ không bị ai giám sát, không bị ai truy vấn, thì họ làm bừa và họ coi như họ như là những cái ông vua con ở từng cái lãnh thổ, từng cái vùng lãnh thổ, từ huyện ở tỉnh, họ coi họ là những ông vua toàn quyền quyết định cái việc thu hồi đất, thu hồi tài sản của dân. Đó, người dân kêu mà kệ, họ sẵn sàng bất chấp tất cả, không có giám sát. Đó, tình trạng là như thế, tình trạng là hệ thống bộ máy chính trị của chúng ta đang bị những cái lỗi. Những cái lỗi hệ thống, người ta gọi là lỗi hệ thống, báo chí hay nói là lỗi hệ thống. Đó. Như vậy thì cái tình trạng lạm quyền đó, nó xảy ra từ các cái cấp, từ thượng tầng cho đến những cái cấp mà gần nhất với người dân. Cái tình trạng lạm quyền nó xảy ra từ cấp cao nhất cho đến cấp thấp nhất, phải không anh? Đúng rồi, đúng như vậy. Vâng. Anh Chi xin phép chuyển sang một cái đề tài khác. Bởi vì chúng ta còn nhân trong 3 cái ngày Tết, với lại chúng ta cũng chưa có xa lắm cái ngày 17 tháng 2 năm 79. Hôm nay anh Chi có đọc thấy một cái tin rằng là chính quyền địa phương ngăn cản những cái gia đình của những cái người đã hy sinh trong cái cuộc chiến biên giới. Tức là chính quyền địa phương họ ngăn cản những cái người thân, người nhà đi vào cái nghĩa trang liệt sĩ đó để mà dâng hương cho những cái người thân của mình. Anh Dũng có thấy cái thông tin này không? Những cái người mà ở Lạng Sơn đó, cái mộ liệt sĩ nó nằm ở đâu đó, hình như nó nằm ở cái tỉnh Lạng Sơn thì phải. Và cái chính quyền địa phương đó họ ngăn cản, họ không cho người ta vào trong cái nghĩa trang liệt sĩ đó để mà tưởng niệm. À, cái thông tin này thì mình nhận được thông tin từ những người bạn của mình. Có một số người bạn của mình không phải là có người thân đâu, không có người thân ở trên nằm ở trong nghĩa trang ở trên Lạng Sơn đâu. Có hơn chục người bạn của mình ở dưới các cái vùng ở dưới các tỉnh phía dưới này thì có đi du lịch đầu và có đi chúc Tết, và cũng có cái ngày 17 tháng 2 thì có ghé vào, định là vào thăm viếng và thắp hương cho các cái mộ liệt sĩ ở Lạng Sơn, nhưng mà bị ngăn cản. Tức là bị các cơ quan ở chính quyền địa phương ở Lạng Sơn ngăn cản. Trong đó có cả cơ quan công an của tỉnh Lạng Sơn. Thì những người bạn của mình, những anh Mạnh Hùng, họ ngăn cản, không cho vào nghĩa trang đâu. Họ đòi phải liên hệ này, phải thông báo, phải liên hệ, rồi họ làm mọi cách để không mọi người không vào được. Đó, thì mình có xem ở trên Facebook của anh Mạnh Hùng. Âm thanh bị mất rồi. Âm thanh ở phía anh Chi bị mất âm thanh. Xem lại âm thanh đi. Không nghe tiếng gì cả. Không nghe tiếng gì. Mất âm thanh rồi, bên chỗ Chi là mất âm thanh. Mọi người còn nghe được âm thanh bên phía mình không? Không nghe thấy. Không nghe thấy. À, bên Vuva vẫn nghe thấy, đó, bên anh Chi là không thấy rồi.
Chưa nghe thấy gì. Không thấy. Không thấy. Không thấy gì. Không thấy gì.